Thưa quý vị, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên được xem là giải pháp nền tảng lâu dài trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bởi lẽ, như người xưa đã nói, lấy pháp trị gần, lấy đức trị xa. Thực tế đã cho thấy nếu chỉ dựa trên kỷ luật nghiêm khắc thì cán bộ đảng viên vẫn không đủ ý chí, nghị lực để vượt qua cám dỗ của tiền bạc. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khi nói về giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vậy cần phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện được yêu cầu đó? Mời quý vị đến với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Thư và anh Tiến Tú. Thưa quý vị, khi nói về tham nhũng, nhất là tham nhũng vật, nhiều người nhắc đến vấn đề lương thấp, không đủ lo cho gia đình, nên có không ít cán bộ, công chức, viên chức phải xoay trở để kiếm thêm thu nhập và tận dụng vị trí để nhũng nhiễu, vòi vĩnh nhằm trục lợi là giải pháp đã có không ít người lựa chọn. Dù rằng không phải ai nghèo cũng làm như vậy, nhưng thu nhập càng thấp thì sự cám dỗ của tiền bạc càng lớn, khiến cho người ta rất khó giữ được sự liêm chính. Vì thế, bên cạnh việc kiên trì giáo dục, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực thì chế độ đãi ngộ phù hợp là điều kiện cần để xây dựng văn hóa liêm chính. Nguồn sống của cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta là lương. Nhưng mức lương như hiện tại đã đủ để trang trải cho bản thân và gia đình chưa? Thì câu trả lời chắc chắn là chưa. Và để có đủ kinh phí lo cho cuộc sống, người ta phải xoay trở bằng mọi cách. Trong đó có cách là bắt tay với tham nhũng, tiêu cực. Vì thế cần tính đến việc cải cách chế độ đãi ngộ sao cho tương xứng với thực tế cuộc sống. Ngày xưa các triều đại quân chủ cũng phải lập ra một cái quỹ gọi là quỹ dưỡng liêm, tức là cung cấp cho họ một cái lượng lương thực này, tức là thóc lúa đấy, và tiền nong, quần áo đầy đủ, đủ để họ không đến mức là phải tham nhũng. Nhưng mà đủ để họ thấy cái to, cái giá trị của cái bổng lộc mà nếu anh tham nhũng, anh bị trừng trị thì sẽ mất sạch. Tất nhiên, không có một chế độ đãi ngộ nào có thể thỏa mãn được đòi hỏi của tất cả mọi người, nhất là những người có tham vọng lớn, nhu cầu hưởng thụ cao. Nhưng thiết lập một chế độ đãi ngộ đủ khiến người ta phải cân nhắc giữa một cuộc sống bình thường được người đời tôn trọng với một cuộc sống giàu sang nhưng có thể vướng vào vòng lao lý bất cứ lúc nào là hết sức cần thiết. Cán bộ bây giờ không phải nghèo mới tham nhũng, nhưng họ sẽ thấy rằng là họ thanh liêm, họ vẫn có thể sống tốt, sống đầy đủ, sống đàng hoàng, sống và tự hào với cái liêm chính của họ. Dân gian có câu, có thực mới vực được đạo, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng đã khẳng định vật chất quyết định ý thức. Engel cũng đã nói, con người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ ở và mặc đã rồi mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo. Liêm chính là một biểu hiện của đạo đức cách mạng, phải tuân theo quy luật đó thì mới tạo dựng được đạo đức, và có đạo đức là có tất cả. Vâng, thưa quý vị, trong giai đoạn 2012-2022, có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Điều đáng nói là hầu hết những người đó đều có một cuộc sống dư giả. Những gì họ có là niềm mơ ước của rất nhiều người. Như vậy, họ thực hiện các hành vi tham nhũng tiêu cực không phải là do đói ăn vụng, túng làm liều, mà là do không kiềm chế được lòng ham muốn vật chất mãnh liệt. Và trong nhiều trường hợp, còn là do môi trường, hoàn cảnh đưa đẩy. Đó là nguồn cơn để dẫn đến hư hỏng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Khác với trước, ở giai đoạn hiện nay, cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mặt trái của nó đã khiến cho môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức gặp phải nhiều thử thách, cám dỗ, rất dễ sa ngã. Bởi vậy, cần có những thiết chế cả về hành chính quản trị, cũng như là thiết chế văn hóa để tạo môi trường lành mạnh, giúp cán bộ, đảng viên có đủ nghị lực, vượt qua thử thách để trau dồi sự liêm chính. Tôi biết có những cán bộ rất thận trọng giữ mình, có thể họ không lúc đầu họ không chủ động để tự làm cho mình hư hỏng, nhưng họ đã bị cái cơ chế, cái vòng xoáy nó cuốn họ vào. Nào là cấp trên, cấp dưới, nào là quan hệ thầy trò trong chính trường, thế rồi thì gia đình, vợ con, họ hàng,
thì đấy chính là cái mà chúng ta chưa có được những cái thiết chế cả về hành chính quản trị cũng như là thiết chế văn hóa để giúp cho nâng đỡ cho cán bộ có được cái sức mạnh, có được cái động cơ và có cả cơ sở vật chất và tinh thần để dưỡng liêm cho suốt đời, cho đến suốt đời. Nó tác động bây giờ thưa các ông chí là rất nhiều cách khác nhau, móc nối thông qua nhiều cái phương án khác nhau. Móc nối đâu có phải với cá nhân anh đâu, móc nối với cái gia đình anh, đối vợ con anh, rất nhiều phương án khác nhau. Nếu như chúng ta không giám sát, nếu như chúng ta không có phương án, đương nhiên là chúng ta sẽ đến lúc mắc lỗi. Đặc biệt, khi mà không ít người coi những khoản phí bôi trơn để được giải quyết một thủ tục hành chính là điều bình thường, những khoản hoa hồng để phê duyệt dự án là lẽ hiển nhiên, thì không thể xây dựng nổi văn hóa liêm chính trong công sở. Bởi vậy, ở đây cần nhấn mạnh đến vai trò của người dân. Nếu dân hiểu và kiên quyết nói không với tiêu cực, thì cán bộ dù không liêm cũng phải hóa ra liêm. Mà văn hóa liêm chính đấy không chỉ ở trước hết ở trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người có chức vụ, nhưng đấy phải là một cái môi sinh xã hội, môi sinh văn hóa chính trị của toàn xã hội. Cái văn hóa liêm chính nó phải dựa vào toàn dân chứ không phải chỉ dựa vào một vài cái cơ quan công quyền hay chỉ dựa vào cái nhóm xã hội là cái nhóm cán bộ đang cầm quyền. Vâng thưa quý vị, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cũng như vậy. Và đi cùng với đó, phải có một chế độ đãi ngộ phù hợp cùng một môi trường làm việc lành mạnh, đủ khả năng bảo vệ và nuôi dưỡng liêm chính để suốt đời. Có như vậy mới có thể xây dựng được văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc.